chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Thưa bà con, sau nhiều ngày giảm giá sâu, chúng tôi vừa cập nhật tin là giá khoai lang tím Nhật đã tăng trở lại cả 100.000 đồng một ký. Đây là thông tin rất vui cho nhà vườn. Gần Tết, thị trường heo hơi trong nước dù có hạ nhiệt so với trước đó nhưng mà vẫn ở mức cao trong khu vực. Ghi nhận tình hình tái đàn heo ở miền Tây cho thấy là không thiếu nguồn thịt heo trong dịp Tết này, giá sẽ ổn định. Nông dân tỉnh là Lâm Đồng tiếp tục chăm sóc diện tích rau hoa bằng công nghệ hiện đại. Sau đây, mời bà con và quý khán giả hãy cùng chúng tôi điểm qua thông tin sẽ có trong bản tin 365 ngày chuyển động ngày hôm nay. Cà Mau sôi động sản xuất khô Tết, các cơ sở đưa vào sử dụng lò sấy cá khô bổi bằng năng lượng mặt trời. Đồng Tháp, người dân không thiếu thịt heo để ăn Tết. Thông tin này xua tan nỗi lo thiếu thịt heo Tết do người nuôi ngại tái đàn. Cả nước có 35 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, con số còn rất ít ỏi so với tiềm năng. Lâm Đồng tạo thuận lợi đưa tín dụng đến gần với người dân phát triển nông nghiệp. Bây giờ là thông tin chi tiết. Kính thưa bà con và quý khán giả, trước đó thì chúng tôi có đưa thông tin giá khoai lang ở các tỉnh miền Tây đồng loạt rớt giá. Dùng trồng khoai lang nổi tiếng huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, sản lượng lớn nhất. Nông dân rầu lo vì lỗ vốn nhưng mà vẫn xuống giống tiếp vì cho rằng là giá rớt là quy luật hàng năm nên kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại. Và thực tế kinh nghiệm này của nhà vườn là hoàn toàn đúng vì thời điểm này đã ghi nhận giá khoai lang đã bắt đầu tăng trở lại. Giá khoai lang đúng như dự báo là niềm vui cho nhà vườn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Tân, hiện nay khoai lang còn hơn 1.600 hectare chưa thu hoạch. Theo thống kê, diện tích rau màu xuống giống của huyện Bình Tân trên 23.000 hectare, trong đó hơn 13.000 hectare là trồng khoai lang. Tính đến nay, nông dân đã thu hoạch hơn 22.000 hectare, gồm hoa huệ, hành lá, đậu, mèm. Hiện còn trên đồng 1.700 hectare, nhiều nhất là khoai lang với 1.622 hectare. Khoai lang tím Nhật hiện có giá 420.000 đồng một tạ, tăng 140.000 đồng một tạ so với tuần qua. Bên cạnh một số loại khoai tăng 50.000 đồng một tạ so với tuần qua gồm khoai sữa đang ở mức 400.000 đồng một tạ, khoai đỏ, bí đường xanh 350.000 đồng một tạ, khoai Nhật cao sản 550.000 đồng một tạ, riêng khoai trắng giấy 500.000 đồng một tạ, ổn định so với tuần qua. Trong khi giá tôm thẻ và tôm sú diễn biến trái chiều nhau, giá tôm thẻ chân trắng có dấu hiệu tăng trở lại sau nhiều tháng giảm mạnh. Trong khi đó thì giá tôm sú nguyên liệu nối đuôi giảm khiến cho người nuôi tôm ở tỉnh Bạc Liêu gặp nhiều khó khăn. Và nguyên nhân là do người dân ồ ạt chuyển qua nuôi tôm sú khi diện tích tôm sú đang tăng và đến vụ thu hoạch thì cung vượt cầu khiến cho giá giảm xuống. Cụ thể, tôm sú loại 30 con một ký có giá từ 150.000 đến 155.000 đồng một ký, loại 40 con một ký giá 140.000 đến 145.000 đồng, tôm thẻ loại 80 đến 100 con một ký giá dao động từ 87.000 đến 90.000 đồng một ký, giảm trung bình từ 10.000 đến 60.000 đồng một ký so với đầu năm 2018. Với giá hiện tại, nếu như tôm nuôi thành công, lời chỉ khoảng từ 10 cho đến 20%. Theo người nuôi tôm tỉnh này, chưa năm nào tôm rớt giá và kéo dài như năm nay. Tôm khô, cá khô khoai, cá bổi, cá lù đù hay là cá lưỡi châu vân vân là những cái đặc sản thuộc xứ biển. Và người dân Cà Mau sau mỗi vụ đánh bắt làm khô phân phối đi các tỉnh thành. Và hiện nay thì nhiều loại khô có thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng. Và để nâng cao thương hiệu giá trị sản phẩm và tạo ra chất lượng khô ngon, an toàn, ngành chức năng rất là quan tâm đến khâu vệ sinh. Mới đây thì Sở Công Thương tỉnh Cà Mau nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng lò sấy cá khô bổi bằng năng lượng mặt trời. Mô hình lò sấy khô này sẽ giúp cho cơ sở sản xuất giảm được chi phí và nhân công trong quá trình sản xuất. Lò sấy này được bàn giao cho cơ sở sản xuất cá khô bổi Tám Oanh ở ấp Kinh Củ, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, với diện tích hơn 80 m², công suất hoạt động khoảng 4 tấn một tháng, với tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 390 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn khoa học công nghệ tỉnh Cà Mau hỗ trợ 140 triệu đồng, số còn lại là vốn đối ứng của chủ cơ sở. Đây là lò sấy cá khô sử dụng năng lượng mặt trời được đưa vào sử dụng đầu tiên ở huyện Trần Văn Thời nhằm giúp chủ cơ sở giảm bớt chi phí trong quá trình sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Người chăn nuôi heo lại quan tâm đến giá cả heo hơi để mà có thể tái đàn lúc này đúng không ạ? Và kính thưa bà con, Việt Nam đã và đang là quốc gia sản xuất thịt heo đứng thứ 6 trên thế giới. Hiện nay dù giá heo hơi đã giảm so với thời gian trước, song với mức giá hiện nay thì vẫn được ghi nhận là cao hơn nhiều so với các quốc gia trong khu vực. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do nhu cầu tiêu dùng dịp lễ Tết cuối năm tăng, nên thị trường sản phẩm thịt heo trong thời gian tới dự báo là vẫn sẽ diễn biến có lợi đối với người chăn nuôi.
Hiện nay thì ở miền Bắc, giá heo hơi dao động từ 44.000 đến 49.000 đồng một ký, giảm 2.000 đồng một ký so với tháng trước. Giá heo hơi tại miền Trung, Tây Nguyên phổ biến từ 46.000 đến 49.000 đồng một ký, giảm 3.000 đồng một ký. Giá heo hơi thương lái thu mua tại các khu vực chăn nuôi trọng điểm phía Nam hiện trung bình từ 49.000 đến 52.000 đồng một ký, giảm 1.000 đồng một ký so với tháng trước. Cũng do sự bấp bênh thị trường heo hơi ảnh hưởng đến thu nhập của người chăn nuôi nên tâm lý lo sợ thiếu ổn định, cộng với giá con giống tăng nên nhiều hộ nuôi đã treo chuồng hoặc là chỉ tái đàn dè chừng. Và điều này khiến cho nhiều người lo lắng là sản lượng thịt heo sẽ khan hiếm trong dịp cuối năm. Những cái lo lắng này cũng đúng, nhưng mà theo ngành chức năng thì sản lượng thịt heo năm nay vẫn đảm bảo cho người tiêu dùng trong tỉnh dịp Tết. Bởi theo khảo sát thì các hộ vẫn có niềm tin chăn nuôi, ghi nhận thực tế sau đây sẽ chứng minh điều này. Dù giá heo giống tăng nhưng giá heo hơi cũng tăng nên ông Nguyễn Văn Mười, ngụ phường 2 thành phố Sa Đéc quyết định tái đàn để kiếm chút đỉnh ăn Tết. Nhưng nếu như mỗi năm ông Mười cung cấp ra thị trường Tết vài chục con heo thịt thì năm nay con số này ở mức thấp hơn. Thì nó đúng ra hàng năm mình là heo rất nhiều cho nên dịp Tết không vài tấn. Nhưng mà năm nay là không dám nuôi gì, hôm nay còn khoảng chục ngoài con chứ không dám nuôi nhiều. Theo ngành chuyên môn, tuy một số hộ dân còn e dè trong tái đàn, nhưng nhìn chung thì nguồn cung thịt heo trong tỉnh năm nay vẫn cao hơn năm 2017 và đáp ứng 90% nhu cầu người tiêu dùng, tương đương khoảng 3.200 tấn thịt mỗi tháng. Vào dịp Tết thì nhu cầu này tăng hơn, nhưng thị trường vẫn điều tiết được. Ngoài ra, vào dịp Tết, kênh phân phối thịt heo qua siêu thị cũng sẽ chủ động nguồn cung. Chính vì vậy, vào dịp cuối năm, người dân vẫn có nguồn cung thịt heo dồi dào và không cần phải lo lắng nhiều đến chuyện khan hiếm thịt heo dẫn đến giá cả tăng cao. So với mấy năm trước, bây giờ thì Lâm Đồng đã có nhiều đổi khác. Dễ thấy nhất chính là bộ mặt nông thôn cho đến thành thị. Nông nghiệp được ứng dụng công nghệ mới hiện đại nên sản phẩm nông nghiệp chủ lực như là rau qua càng chất lượng hơn và đời sống của người dân từ đó cũng bắt đầu thay đổi. Dân, chắc chắn đây là cái cảm nhận dễ nhận thấy của những người ở vùng đất Tây Nguyên Lâm Đồng. Và thông tin từ ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh các loại vật tư, thiết bị ứng dụng trong sản xuất giống rau hoa được đổi mới, về công nghệ và chất lượng thì ngày càng được nâng cao. Cụ thể, 100% vườn ươm được trang bị nhà kính các loại. Trong đó có 90% sử dụng nhà kính dạng chữ A, máy hở, cố định một bên. Có khoảng 15% nhà kính thuộc các diện trường, trung tâm. Và các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn sử dụng dạng máy dầm kính, lưới chắn côn trùng. 100% vườn ươm giống rau hoa được cơ giới hóa từ khâu rửa dĩ, đóng giá thể vào dĩ và gieo hạt bằng máy cho năng suất lao động tăng gấp 5-7 lần so với làm thủ công. Hiện mỗi năm các cơ sở gieo ươm đã cung cấp ra thị trường gần 2 tỷ 500 triệu cây giống rau hoa mỗi năm. Sau hơn 8 năm có được cái nhãn hiệu hoa Đà Lạt, thành phố Đà Lạt đã cấp quyền sử dụng cho gần 445 đơn vị sản xuất trên diện tích là 1.000 hectare rau và hoa trên địa bàn của thành phố Đà Lạt và các huyện phụ cận. Kết quả là các hợp tác xã như là Anh Đào, Xuân Hương, Tân Tiến, công ty Đà Lạt Gáp đã gắn nhãn hiệu độc quyền rau Đà Lạt trên sản phẩm thu hoạch, cung cấp cho hệ thống siêu thị, nhà hàng, khu công nghiệp đứng chân trong đô thị lớn cả nước, đạt tổng sản lượng bình quân là 100 tấn một ngày. Và giá trị thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành mà Lâm Đồng đang triển khai đã mang lại hiệu quả rõ nét như vậy. Nếu như so từ trước và sau khi gắn nhãn hiệu độc quyền thì các doanh nghiệp đã mang lại cái giá trị cao hơn rất là nhiều. So với trước khi cấp nhãn hiệu độc quyền rau Đà Lạt, doanh thu sản xuất từ các đơn vị này tăng khoảng 30% sản lượng và 15% giá trị. Cụ thể, giá trị bình quân trên 1 hectare đất sản xuất rau qua cao cấp gắn nhãn hiệu chứng nhận độc quyền địa danh Đà Lạt trong những năm gần đây đạt từ 700 triệu đồng 1 hectare rau một năm và 850 triệu đồng 1 hectare qua một năm. Để tiếp tục nâng cao giá trị thương hiệu Đà Lạt, kết tinh kỳ diệu từ đất lành, từ nay đến năm 2020, Đà Lạt đang triển khai giải pháp xúc tiến thương mại, tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ rau hoa, cà phê, Arabica thông qua các kênh bán lẻ hiện đại, hệ thống siêu thị trong nước và xuất khẩu, đồng thời triển khai 7 giải pháp phát triển gắn với việc quản lý, bảo hộ độc quyền, gồm lựa chọn doanh nghiệp tiêu biểu để hỗ trợ, tổ chức trưng bày, hậu kiểm sản phẩm sử dụng nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại thị trường tiềm năng, xây dựng mối quan hệ thân thiện với người tiêu dùng, hình thành các mô hình sản xuất liên kết, tăng cường hợp tác quốc tế trong sản xuất và phân phối nông sản. Cả nước hiện có 35 doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 0,69% tổng số doanh nghiệp đang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.
Con số ít ỏi này được đưa ra tại hội nghị về hợp tác và đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao diễn ra mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù số doanh nghiệp đầu tư còn nhỏ giọt, nhưng vì là xu hướng tất yếu nên đây vẫn được xem là nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Theo các chuyên gia, để phát triển nông nghiệp công nghệ cao cần giải quyết các rào cản về vốn, nhân lực, đất đai, thị trường tiêu thụ, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đặc biệt giải pháp về chính sách nhằm khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp sẽ hạn chế được sự lãng phí về tài nguyên đất, nước, tiết kiệm chi phí và tăng năng suất cây trồng vật nuôi, hội nhập quốc tế sâu rộng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân như anh Sơn Hiền vừa thông tin thì rõ ràng vốn chính là yếu tố rất là quan trọng trong việc phát triển nông nghiệp hiện đại. Và tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì đưa công nghệ vào sản xuất thì sẽ không còn đơn thuần như là chuyện con trâu đi trước cái cài theo sau nữa rồi, đúng không? Và Lâm Đồng đang là một địa phương phát triển mạnh nông nghiệp công nghệ cao, đang tìm nhiều cách để đưa vốn gần hơn với người dân và hỗ trợ đắc lực để tháo gỡ khó khăn để nông dân có thể tiếp tục sản xuất. Hiện nay thì cùng với việc đẩy mạnh các chương trình tín dụng, nhiều tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn đa dạng hóa các loại hình thức dịch vụ, đặc biệt là đưa đồng vốn của ngân hàng đến gần hơn với người dân, nhất là địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó thì không chỉ giúp người dân dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay, tiết kiệm thời gian chi phí đi lại mà còn góp phần hạn chế nạn tín dụng đen đang hoành hành ở vùng nông thôn hiện nay. Ghi nhận sau đây là hiệu quả đáng khích lệ cho công tác khơi thông vốn. Điểm giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank tại xã Ca Đơn, huyện Đơn Dương. Không khí giao dịch hết sức cởi mở. Mặc dù đây là lần đầu tiên được triển khai, song hình thức này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân trên địa bàn. Theo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Lâm Đồng cho biết, ô tô chuyên dùng cho điểm giao dịch lưu động sẽ hoạt động vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tháng, luân phiên tại các xã Tu Tra, Ca Đơn và Pró. Mọi hoạt động giao dịch được thực hiện ngay tại ô tô chuyên dùng, có công cụ bảo vệ an toàn, hệ thống mạng, hệ thống cung cấp điện, thiết bị định vị và giám sát đa năng. Điểm giao dịch lưu động cung cấp đầy đủ dịch vụ tiện ích như tín dụng, tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ vay vốn, giải ngân, thu nợ, thu lãi và các hoạt động tín dụng liên quan. Mình thấy ở đây thì nó gần hơn, tiện hơn. Thì hồi trước thì mình giao dịch bên xã Ca Đô thì nó xa hơn. Thì ở đây thì nó cần hơn, tiện hơn, với lại dễ dàng đi qua đi lại hơn. Cũng như ngân hàng Agribank, những năm qua, cùng với các hình thức chương trình cho vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã thông qua hình thức thế chấp của các tổ chức đoàn thể giúp hàng chục ngàn lượt hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận với nguồn vốn mở rộng, phát triển sản xuất. Để giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã thành lập các điểm giao dịch tại điểm giao dịch các xã trên địa bàn. Hàng tháng đều cử cán bộ đến điểm giao dịch để thực hiện. Nhờ vậy mà các thủ tục trong vay vốn, thu hồi vốn trở nên thuận tiện hơn. Đối tượng ra như gia đình nghèo chúng tôi thì quá rất là mừng. Nếu mà cái vốn này được cho vay các hộ nông dân như vậy, thì chúng tôi có nguồn vốn để chúng tôi xoay chuyển nguyên cả một năm thì rất là đỡ. Hàng tháng thì chúng tôi tổ chức cái phiên giao dịch cố định và một ngày cố định tại Ủy ban nhân dân cấp xã, kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ chúng tôi đều tổ chức giao dịch. Với cái điểm giao dịch đó thì chúng tôi cũng đã giúp cho người dân có cái điều kiện đến Ủy ban nhân dân xã để giao dịch với ngân hàng được gần hơn, thuận lợi hơn. Chính việc đa dạng hóa các chương trình tín dụng, đặc biệt là đưa các dịch vụ tín dụng của ngân hàng về gần với cơ sở, gần với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn, không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thiểu đi lại của người dân, giúp họ được tiếp cận với nguồn vốn để kịp thời phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, mà còn là điều kiện quan trọng để địa phương giảm thiểu nạn tín dụng đen đang len lỏi vào các địa bàn vùng nông thôn hiện nay. Chính phủ có nhiều gói tín dụng nông nghiệp để tháo gỡ khó khăn về vốn cho nông dân. Còn lại là việc triển khai nguồn vốn này đến với người dân như thế nào thì mỗi địa phương có cách linh hoạt riêng. Tỉnh Lâm Đồng có khá nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn. Để giúp vốn đến tận nơi thì phóng sự vừa rồi đã ghi nhận những cách làm rất thực tế. Và kính chúc bà con nông dân hãy biết nắm bắt cái cơ hội từ sự hỗ trợ của địa phương, sản xuất hiệu quả và vươn lên thoát nghèo từ vườn ruộng của nhà mình. Bản tin 365 ngày chuyển động xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai cũng vào giờ này.